bên công ty Thế giới đất nước, đó là anh thạc sĩ Ninh Văn Giang. Trời, sơ xuất ghê. Ninh Văn Giang, dạ rồi, em xin mời anh ạ. Và cũng như trong cái quá anh thạc sĩ, cũng như là trong cái quá trình mà anh chia sẻ cũng như là nói rõ về cái máy lọc nước, bên lọc nước thì anh chị có thể đặt những câu hỏi ha. Dạ rồi, em xin mời anh ạ. Xin chào các anh chị. Cảm ơn bạn Nhung Võ, mình sẽ phải giao lưu với nhau thường xuyên hơn để nhớ tên nhỉ. Ok. Cảm ơn mọi người. Một buổi sáng, chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ, một cái ngày cuối tuần gì ạ, bình an, hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta từ đầu chương trình giờ chúng ta đã tìm hiểu các cái sản phẩm của Thế giới nước, đúng không ạ? Buổi hôm nay là buổi mà dành cho các anh chị em mới, cho nên là nhiều anh chị em đây thì ở đây có anh chị em nào là mới thì chúng ta vui lòng nhấn số 1 ạ, trên khung chat ạ, để tôi biết là có bao nhiêu anh chị em mới đó. Anh chị em nào lần đầu tiên ấy tìm hiểu về sản phẩm Thế giới nước, chúng ta nhấn số 1 nhé, trên khung chat nhé. Rất là nhiều đúng không ạ? Ở đây có rất nhiều anh chị em là nhấn số 1 rồi. Rất nhiều anh chị em. Vâng. Chúng ta sẽ buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về về gì ạ? Về các cái sản phẩm lọc nước phần bên trên tổng quát. Đúng không ạ? Rồi các anh chị em đã được nghe gì các sản phẩm phễu của Thế giới nước, đúng không ạ? Các sản phẩm phễu Thế giới nước. Thế thì chúng ta sẽ cái phần cuối cùng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu một sản phẩm phễu nữa. Đúng không ạ? Một sản phẩm phễu nữa nhưng mà phễu nhưng mà không phải là phễu. Vì sao ạ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do vì sao nó là phễu nhưng mà lại là sản phẩm mà có thể mang lại doanh số lớn cho các anh chị. Bởi vì trước giờ các anh chị đã tìm hiểu các sản phẩm phễu trên BCA ấy, chúng ta đều thấy là gì ạ? Các sản phẩm phễu thường là ít tiền, đúng không ạ? Thường là chỉ là gì ạ? Đặt mối quan hệ thôi, nhưng mà doanh số mang lại thì không nhiều, BPOI thì không cao, vân vân, đúng không ạ? Nhưng sản phẩm phễu hôm nay chúng ta tìm hiểu ở đây là sản phẩm vô cùng đặc biệt. Nó vừa là sản phẩm phễu nhưng lại vừa là sản phẩm có thể mang lại doanh số lớn cho anh chị được nhé. Chúng ta tìm hiểu rất là nhanh thôi, trong vòng khoảng tầm 15 phút thôi nhé. Tôi sẽ mở cái phần chia sẻ màn hình đi, để các anh chị nhìn rõ hơn ở trên, theo dõi rõ hơn nữa. Đặc biệt anh chị em mới nhé, thì chúng ta trong quá trình chúng ta theo dõi, chúng ta có thể chụp ảnh cái slide được, đúng không ạ? Chụp ảnh slide được thì sẽ dễ hơn cho các anh chị follow sau này. Bởi vì trong cái thời lượng chương trình có hạn, cho nên chúng ta sẽ phải bố trí cho hợp lý, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu về máy tạo hydrogen cầm tay của Biontech. Đúng không? Biontech là hãng lớn nhất thế giới về công nghệ điện giải, có trụ sở tại Hàn Quốc, có nhà máy tại Hàn Quốc và hiện nay chỉ sản xuất tại Hàn Quốc thôi. Thì đây chính là hãng mà Thế giới nước tự hào làm phân phối độc quyền cho hãng này từ 2014 đến giờ, đúng không? Chúng tôi khá nhiều năm rồi. Thế thì trước khi đi tìm hiểu về sản phẩm này, chúng ta hãy xem là gì ạ? Cơ thể chúng ta 70% là nước, đúng không? Rất nhiều anh chị đã nghe đâu đó nói về việc vai trò quan trọng của nguồn nước thế nào. Vai trò quan trọng của nó gì ạ? Nước có quan trọng đối với cả gì ạ? Tất cả các bộ phận trong cơ thể, bao gồm có cả gì ạ? Cơ bắp này, mắt này, trong máu chúng ta này, đến 96% là nước ở trong phổi này, thậm chí trong xương còn có đến 31% là nước, đúng không ạ? Thế nhưng mà hãy lưu ý một điều như này ạ, là nước thì ạ, nếu như cơ thể chúng ta 70% là nước, chúng ta hãy tưởng tượng xem ạ, trước kia chúng ta sử dụng cái nguồn nước không an toàn, nước bẩn đấy, chúng ta nói nôm na là nước bẩn đấy, thì 70% là nước bẩn thì sao ạ? Đúng không? Thế thì sau này chúng ta sử dụng máy lọc nước rồi, chúng ta có nước tinh khiết rồi thì 70% là gì ạ? Là nước tinh khiết. Đúng không? Thế nhưng mà khi điều kiện sống khá lên ấy thì 70% là gì ạ? Là nước tốt. Đấy, chúng ta hãy tưởng tượng điều này nhé. Thế thì vậy thì nước tốt có vai trò quan trọng, nước có vai trò quan trọng như thế nào ấy thì nước tốt có vai trò quan trọng cũng như thế đối với cơ thể của chúng ta. Các anh chị nhé. Và chúng ta hãy xem, chúng ta hãy cùng nghiên cứu hai cái quá trình. Tại sao tôi phải nói về hai quá trình này? Bởi vì hai quá trình này nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái nước giàu hydrogen nhé. Bởi vì nhiều anh chị hỏi là nước giàu hydrogen ấy và nước tốt có gì khác nhau, đúng không? Thì bản thân nước giàu hydrogen là một cái gì ạ? Thành phần quan trọng nhất của nước tốt, đúng không? Cho nên chúng ta cùng tìm hiểu hai quá trình sau đây. Quá trình đầu tiên là quá trình oxy hóa, đúng không? Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Các cái quả táo này chúng ta cắt ra này, thì sau một thời gian để ra ngoài nó sẽ bị thâm đen đi, đúng không? Thâm đen đi. Hay là các cái thanh kim loại bỏ ra ngoài trời ấy, thì sau một thời gian nó sẽ gì ạ? Nó sẽ bị hoen rỉ, đúng không ạ? Sau một thời gian hoen rỉ đi nó sẽ gây ra gì ạ? Đấy là quá trình oxy hóa, đúng không ạ? Hay là chúng ta già đi, da nhăn nheo, đúng không ạ? Thì đó là gì ạ? Đó là gì ạ? Đó là lão hóa hay chính là oxy hóa tế bào. Các anh chị nhé, như vậy quá trình oxy hóa luôn luôn xảy ra đối với bất cứ sự sống nào trên trái đất này, đúng không ạ? Quá trình oxy hóa luôn luôn xảy ra như vậy. Đấy. Thế thì một quá trình thứ hai nữa là quá trình sinh ra gốc tự do. Đúng không ạ? Vậy gốc tự do là gì?
Chúng ta hình dung ra để tìm hiểu được gốc tự do, chúng ta hãy tìm hiểu về cái cơ chế là gì ạ? Là một cái gì ạ? Cái quá trình oxy hóa đó là phải có phân tử oxy, đúng không ạ? Và phân tử oxy này nó sẽ bao quanh nó là các điện tử, bao gồm hạt nhân các điện tử. Chúng ta hãy tìm hiểu là gì ạ? Về gọi là vật lý nguyên tử đấy. Vật lý nguyên tử thì bao gồm có gì ạ? Gồm có hạt nhân và các điện tử bao quanh nó. Nhưng mà cái điện tử này, khi cái điện tử này là mất đi, tức là một cái điện tử trong này mất đi, thì cái gì ạ? Cái tế bào đó hay là cái gì ạ? Cái phân tử đó, cái nguyên tử đó nó mất cân bằng. Khi nó mất cân bằng ấy thì bắt đầu nó rơi vào trạng thái đó là gì ạ? Đó chính là quá trình sinh ra gốc tự do. Các chị nhá. Và khi mà gốc tự do sinh ra hàng loạt đó, thì đấy chính là chuỗi phản ứng, hay là gọi là gì ạ? Gọi là stress oxy hóa. Các chị nhá. Chuỗi phản ứng gây ra oxy hóa hàng loạt hay là gây ra lão hóa hàng loạt nhá. Vậy có hai thứ chúng ta cần quan tâm này, rất đơn giản thôi. Một là gì ạ? Quá trình gì bên trên ạ? Quá trình gì ạ? Quá trình lão hóa diễn ra như thế nào? Và oxy hóa hay lão hóa ngược với gì ạ? Ngược với chất chống oxy hóa. Quá trình thứ hai đó là chính là quá trình sinh ra gốc tự do. Đúng ạ? Quá trình sinh ra gốc tự do. Và gốc tự do này, một cái điều rất là may mắn, có một thứ có thể làm chậm lại cái quá trình oxy hóa này hay gốc tự do sinh ra này, đó chính là các chất chống oxy hóa giúp hàn gắn gốc tự do. Đúng không? Giúp bổ sung điện tử cho gốc tự do. Thế thì hai cái vấn đề này của cơ thể nó đang diễn ra như vậy. Thế và hậu quả của nó thế nào? Chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả nhé. Vậy nguyên nhân do đâu mà ra nhé? Thứ nhất là do gì ạ? Do các cái tia UV, các cái tia bức xạ trên trái đất hiện nay nó gây ra quá trình oxy hóa, lão hóa. Cái thứ hai nữa đó là gì ạ? Đó là do ô nhiễm môi trường, do các loại thức ăn, các loại nước uống chúng ta ăn uống hàng ngày, đúng không ạ? Do ô nhiễm môi trường vân vân. Thậm chí là do gì ạ? Làm việc quá sức mệt mỏi cũng gây ra oxy hóa, lão hóa, gốc tự do sinh ra. Rồi là gì ạ? Thậm chí chế độ dinh dưỡng kém cũng gây ra gốc tự do sinh ra. Các chị nhá. Và hậu quả của nó là gì ạ? Rất nhiều các cái bệnh liên quan như là các cái bệnh về da, các bệnh về đau tim, tiểu đường, lão hóa, thậm chí là ung thư cũng là một trong những cái gì ạ? Những cái hậu quả do gốc tự do sinh ra nhé. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu điều này ở trên mạng nhé. Các anh chị lên trên mạng, bởi vì thời gian chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản như vậy thôi. Để làm sao các anh chị có một cái kiến thức căn bản về oxy hóa, lão hóa và gốc tự do, rồi chất chống oxy hóa. Đấy, bốn cái từ khóa đó anh chị cần nhớ nhé. Thế thì chúng ta hãy tìm hiểu thêm là vậy thì chất chống oxy hóa, hay cụ thể đây là hydrogen, nó giải quyết bài toán gì? Nó giải quyết bài toán gì? Đó là gì ạ? Đó là bài toán là hàn gắn gì ạ? Đó là hàn gắn các cái gì ạ? Các cái điện tử bị mất. Khi mà đây là cái gì ạ? Đây là một cái trong quá trình mà gì ạ? Đây là các cái tế bào, hoặc chúng ta hình dung đây là cái điện tử. Khi mà cái điện tử bị mất, nó bị văng ra khỏi cái gì ạ? Cái quỹ đạo của nó, thì sao ạ? Thì nó gây ra quá trình là gì ạ? Là gốc tự do sinh ra. Và chính cái hydrogen, hay còn gọi là chất chống oxy hóa mạnh này, nó sẽ hàn gắn vào đúng cái vị trí đó cái nguyên tử, cái điện tử đó, nó giúp cho cái quá trình oxy hóa đó bị gì ạ? Bị ngăn lại. Các chị nhé. Như vậy chúng ta hãy tình hình dung là gì ạ? Như trên này chúng ta nhìn thấy đây ạ. Đó là gì ạ? Đó là cái quá trình mà hậu quả của nó. Thế nhưng còn sau đó chúng ta thấy rằng quá trình hàn gắn này chính là quá trình sửa chữa nhé. Quá trình sửa chữa. Vậy chính cái hydrogen hay là chất chống oxy hóa là cái giúp sửa chữa tế bào, giúp sửa chữa các cái gốc tự do để biến đổi nó trở thành gì ạ? Trở thành các cái nguyên tử, các cái điện tử thông thường, khỏe mạnh. Các chị nhé. Vậy thì nước giàu hydrogen có sức mạnh thế nào? Đấy. Và tôi khẳng định rằng là gì ạ? Nước giàu hydrogen được coi là một chất chống oxy hóa, được coi là một loại thực phẩm chức năng gì ạ? Có chất chống oxy hóa mạnh nhất chưa từng có. Các chị nhé, điều đó chứng minh như thế nào? Chứng minh là 2 lít nước giàu hydrogen ấy, thì có chứa chất chống oxy hóa tương đương với gì ạ? 1512 quả chuối, 1032 quả táo, 76 củ cà rốt và 90 bó rau chân vịt. Đúng không? Đây tất cả đều là những loại gì ạ? Thực phẩm hàng ngày ăn uống mà được gọi là tốt, đúng không? Tốt vì sao ạ? Vì có nhiều cái chất chống oxy hóa. Các chị nhé. Nhưng nếu như so sánh với 2 lít nước giàu hydrogen ấy, thì rõ ràng là gì ạ? Không ăn thua gì, đúng không? Thì đây chính là cái mà tôi khẳng định rằng cái nước giàu hydrogen được coi là chất chống oxy hóa mạnh nhất mà con người từng tìm kiếm, mạnh hơn bất cứ một loại thực phẩm chức năng nào. Các chị nhé. Thì đấy là chúng ta sẽ cùng kết luận. Các anh chị chụp màn hình phần này nhé, để chúng ta cùng tìm hiểu xem. Chúng ta cùng lưu giữ cái thông tin ạ. Ok, vậy thì tại sao cái nước giàu hydrogen lại quan trọng như thế? Thứ nhất là như này ạ, về tác dụng của nó, đúng không ạ? Nó tác dụng rất nhiều đối với gì ạ? Đối với cơ thể chúng ta, đó ví dụ bù nước nhanh này, thải độc cơ thể này,
hay là tăng khả năng hoạt động của cơ thể này, tăng cường của tuần hoàn máu này, cải thiện các cái tình trạng của cơ thể như là tình trạng gút, thanh lọc cơ thể, giảm căng thẳng mệt mỏi, đúng không ạ? Thì đây chính là cái nghiên cứu của gì ạ? Của Học viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Các cái báo cáo khoa học đã nói điều này, các chị nhé. Thì những cái tài liệu nước ngoài như này chúng ta cùng tìm hiểu. Chúng ta anh hoặc anh chị có thể search trên Google thôi. Đó là tác dụng của nước giàu hydrogen. Anh chị ra hàng nghìn tài liệu, hàng triệu tài liệu nhé, để chúng ta cùng tìm hiểu điều này, đúng không ạ? Vậy thì đặc tính của nước giàu hydrogen là như thế nào? Đúng không? Chúng ta cùng tìm hiểu. Nước giàu hydrogen là không màu, không mùi, không vị. Nếu như các anh chị nào ấy mà nhạy cảm một chút, chúng ta uống cái nước giàu hydrogen, chúng ta sẽ cảm thấy là nó mềm hơn, mượt hơn. Đấy. Và cái nước giàu hydrogen này sẽ tan nhanh trong nước. Tức là nó sẽ tan nhanh trong nước nhé. Đấy, cho nên là nhiều anh chị bảo là cái bọt hydrogen ấy sao mà nhìn nó không rõ, bởi vì sao? Bởi vì tan rất là nhanh trong nước. Đồng thời có một cái nhược điểm của nó, đó là dễ bay hơi và khó bảo quản. Ví dụ như nước giàu hydrogen mà chúng ta mang đi nó sóng sánh như này. Sóng sánh, đúng không? Ví dụ cái chai nước giàu hydrogen sóng sánh như này thì rõ ràng nó sẽ giảm tính chất rất là nhanh. Hay là gì ạ? Các cái chai mà nhìn trong như này thì rõ gì ạ? Nó bay càng nhanh hơn nhé. Cho nên thông thường là gì ạ? Nước hờ dầu hydrogen là uống tươi từ vòi là tốt nhất. Uống tươi từ vòi là tốt nhất, đúng không? Thế thì điều này dẫn tới được tình trạng như này. Là hiện nay có rất nhiều cách để tạo ra nước giàu hydrogen. Trong đó các cái máy lọc nước của Watech, mang thiệu Watech của chúng ta cũng tạo ra nước giàu hydrogen nhờ gì ạ? Nhờ lõi tạo kiềm hydrogen 3-trong-1. Hay là máy tạo nước pi của BioNTech cũng tạo ra nước giàu hydrogen, đúng không ạ? Thế nhưng mà gì ạ? Chúng ta có thể mang được cái máy lọc nước to như vậy đến công sở hay không? Chúng ta có thể mang được cái máy lọc nước to như vậy đến gì ạ? Đến quán cà phê, đến trường học, đến nơi chúng ta đi công tác, nơi chúng ta đi làm việc hay không? Điều đó là không thể, đúng không ạ? Cho nên mặc dù nếu như nhà anh chị có nước tốt rồi thì chưa chắc rằng chúng ta đã có nước tốt sử dụng hàng ngày. Vì sao ạ? Vì chúng ta di chuyển, vì chúng ta ra khỏi nhà, các anh chị nhé. Vậy thì một cái nhu cầu vô cùng quan trọng là làm thế nào để luôn luôn chúng ta có cái nước giàu hydrogen tươi ở mọi lúc mọi nơi. Đó chính là vai trò của cái máy tạo nước giàu hydrogen, các anh chị nhé. Đó chính là vai trò của máy tạo hydrogen cầm tay, vai trò của nó. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu trước khi chúng ta tìm hiểu về cái gì ạ, cái nước dầu hydrogen cầm tay này. Chúng ta vừa rồi tìm hiểu về tính năng của nó rồi và vai trò của nó rồi. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu trực tiếp cái máy đó, xem nó như thế nào, đúng không? Xem nó như thế nào. Anh chị nhìn trên đây nhé, đây là cái máy tạo hydrogen cầm tay. Kích thước anh chị nhìn thấy là gì ạ? Nó chỉ tương đương với một cái smartphone thôi nhé. Đúng không? Tương đương cái smartphone thôi, thậm chí nhỏ hơn cái iPhone Plus, đúng không ạ? Thậm chí nhỏ hơn một chút. Đấy, đúng không ạ? Thế thì với cái máy này rất là nhỏ gọn, cho nên có thể mang đi mọi lúc mọi nơi, có thể đưa trong để trong cái túi sách của chúng ta, đúng không ạ? Rất là tiện, để đâu cũng rất là tiện nhé. Nó không giống như là chúng ta mang một cái bình, ví dụ đây là một cái bình. Và có một số cái loại nước, một số cái bình tạo nước giàu hydrogen bằng cách là gì ạ? Cái bình thậm chí to hơn như thế này. Thế thì mang đi rất là cồng kềnh và nó gì ạ? Nó không tiện cho chúng ta khi mang đi. Nhưng cái máy tạo hydrogen cầm tay này thì vô cùng tiện, đúng không ạ? Thế thì chúng ta hãy thấy đây là đây bên trên là logo BioNTech này, có hai cái nút này. Có hai nút, đó là nút gì ạ? H2 đó là tạo hydrogen và nút clean đó là sục rửa nhé. Tôi sẽ review cái này cho anh chị xem. Đằng sau đây ấy, thì có cái nút bấm này. Nút bấm này là nút khởi động nguồn nhé. Chúng ta ấn vào đây là khởi động nguồn. Nó sẽ sáng đèn như thế này. Đấy, nó sẽ sáng đèn lên như này nhé. Vậy thì tôi sẽ mở đây đây cái nắp của nó. Cái nắp này là nắp gì ạ? Bảo vệ máy. Đấy, bên trong này là gì ạ? Bên trong này là cái bên trong này cái bản cực điện giải để điện giải nước. Điện giải nước nhé. Đây là công nghệ điện giải, điện giải nước nhé. Thế thì cái nắp này sẽ để đâu ạ? Để ngay đằng sau này, rất là tiện. Đúng ạ, nắp để ngay đằng sau đây, rất là tiện nhé. Vậy đây là một cái chai nước. Ok, tôi sẽ review vị phụ kiện đi theo cái máy này là gì. Phụ kiện đi theo cái máy này bao gồm cái vỏ. Đây là vỏ ngoài cùng, đúng không? Để chứa cái bộ này. Và đây là cái vỏ để giống như hộp quà tặng ấy. Anh chị nhìn thấy không? Hộp quà tặng rất là sang trọng nhé. Rất là sang trọng thì cái máy nó sẽ để trong này. Đấy, máy để trong này, đúng không? Chúng ta hãy mở ra như này. Sau đó lấy ra cái gì ạ? Cái máy này. Thế thì ngoài ra trong cái túi phụ kiện cũng sẽ có cái gì ạ? Có cái dây sạc. Và anh chị lưu ý là cái dây sạc này, dây sạc nam châm nhé, rất là hay, chỉ cần để gần nó hít thôi, nó tự hít như này, không cần phải cắm, đúng không? Cần tự hít như này. Ok, đấy, ok rồi. Vậy thì sau đó khi chúng ta đã bật máy lên rồi, chúng ta sẽ làm thế nào nữa?
Chúng ta sẽ làm một cách, đây là chai nước nhé các anh chị nhé. Thông thường sẽ có hai cái kích cỡ chai nước trên thị trường là chai lớn là bằng 24 như này và chai nhỏ là 22 như này. Thế thì với cái cỡ chai lớn ấy thì có thể lắp vừa ngay như này, lắp vừa ngay cái này, đúng không? Thế nhưng mà với cái cỡ chai nhỏ ấy, thì nhà cung cấp đã rất là chu đáo, đó là gì ạ? Đã kèm theo đây là cái nút chuyển, cái đầu chuyển để chúng ta có thể vặn vào đâu ạ? Vặn vào chính cái chai này. Đấy chị nhé, vặn vào cái chai này. Đúng không? Vặn vào chai này đây. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ xoáy vào đây. Đấy, là xong. Rất đơn giản. Đúng không? Sau đó chúng ta lật ngược lên và bấm nút điện giải. Nó sẽ điện giải. Đúng không? Nó sẽ điện giải tạo nước dầu hydrogen trong vòng 6 phút. Nhưng mà trước khi điện giải, chúng ta sẽ làm một động tác sau đây. Đó là chúng ta hãy đo xem cái nước khi chưa điện giải này thì mức độ hydrogen nó là bao nhiêu. Các chị nhé. Ok, tôi đã có cung nước đây rồi. Đây là cái bút đo hydrogen nhé. Bút đo hydrogen thì có hai cái chỉ số, hơi lóa chút anh chị sẽ cố gắng nhìn. Hai chỉ số bên dưới là nhiệt độ, chỉ số bên trên là hydrogen đang là số 0 nhé. Các anh chị lưu ý chúng ta chỉ cần quan tâm đến số bên trên thôi, đó là số 0 thôi nhé. Thế thì số 0 này sau khi chúng ta sẽ cắm vào đây. Đây là cái đúng không? Đây là cái nguồn nước chúng ta chưa điện giải thì chỉ số nó vẫn là gì ạ? Nó vẫn là không, không hề thay đổi nhé, không hề thay đổi, đúng không ạ? Tôi sẽ đổ cái cốc nước này vào trong cái chai nước này, đúng không ạ? Ok rồi, đấy, đổ vào trong chai nước này. Sau đó chúng ta sẽ điện giải lên bằng cách là gì ạ? Bằng cách xoáy nó vào đây, rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Và sau đó ấn nút là xong, ấn nút nhé, ấn nút đây H2 đây. Đấy, khi ấn nút thì anh chị nhìn thấy đèn nó bắt đầu chạy từ chữ P này cho đến cuối này là xong, trong vòng 6 phút. Đấy, từng giống như sạc pin ấy, nó đầy là xong. Nhưng mà anh chị hãy để ý một điều rất đặc biệt là nhìn thấy ngay ở trên này, đó là gì ạ? Đó là tăm hydrogen nó đang sôi lên, đúng không ạ? Nó sủi lên, đó là gì ạ? Đó chính là các bọt khí hydrogen hòa tan trong nước. Và cái hay của cái này đó chính là demo được. Cái demo được nó hay ở chỗ như này, nó là phễu. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh chị mang cái máy này đến quán cà phê anh chị ngồi thì rất nhiều người sẽ tò mò đây là cái gì, đúng không? Đây là cái gì? Và đấy chính là lúc để chúng ta bắt đầu một sự kết nối, bắt đầu một câu chuyện, bắt đầu một sự quan hệ với người lạ nhé. Đấy, cho nên nó là phễu ở chỗ đó, nó là phễu ở chỗ là nó demo trực quan được và nhìn nó rất là gì ạ? Nhìn nó rất là công nghệ, đúng không? Nhìn nó rất là công nghệ, nhìn nó rất là hiện đại, nhìn giống cái xe hơi này, anh chị nhìn thấy giống cái xe hơi này, đúng không? Đấy, giống cái siêu xe này, rất là đẹp nhé. Đấy, và nó lại còn gì ạ? Nó còn điện giải được lên cái sủi tăm hydrogen mạnh như thế này, đúng không? Gây sự tò mò rất lớn, lại có đèn xanh ở dưới nổi lên, đúng không? Thì đấy chính là lý do mà nó là phễu, bởi vì nó bắt đầu một mối quan hệ mới nhé. Và đặc biệt thì anh chị biết rằng là chúng ta trong BC ấy, chúng ta có đến hàng nghìn sản phẩm đằng sau chúng ta. Cho nên là khi chúng ta bắt đầu được một mối quan hệ, đấy chính là cơ hội chúng ta bán rất nhiều thứ. Nếu như chúng ta không bán máy lọc nước, chúng ta bán các cái sản phẩm Kuchen, chúng ta bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, chúng ta bán các sản phẩm mỹ phẩm, rất nhiều thứ sẽ đi ra từ cái phễu này, đúng không ạ? Phễu này. Đấy. Nhưng cái sản phẩm này rõ ràng nó không chỉ là phễu mà nó còn là sản phẩm vô cùng hữu ích. Một lát nữa chúng ta sẽ kiểm chứng cái hữu ích này bằng cách chúng ta đo cái nước này xem hàm lượng hydrogen nó là bao nhiêu. Các chị nhé, đo xem cái hàm lượng hydrogen là bao nhiêu trong vòng 6 phút nhé. Nó đang diễn tiến tiếp này, anh chị nhé, cái hai vạch này này. Đấy. Ok, tôi để sang một bên. Tiếp theo này. Vậy thì chúng ta lưu ý như này là khi chúng ta có cái nước giàu hydrogen này rồi ấy, có nước giàu hydrogen này rồi ấy, thì chúng ta sẽ uống hàng ngày thay nước thường. Đúng không? Uống hàng ngày thay nước thường. Một điều như này này là nhà anh chị có nước tốt rồi. Đúng ạ, nhưng vì cái rào cản là gì ạ? Vì rào cản là đến cơ quan, đến trường học, đến những nơi chúng ta làm việc, chúng ta vẫn phải uống nước tinh khiết thông thường thì chúng ta mới gì ạ? Mới tốt một nửa các chị nhá. Cho nên làm thế nào để chúng ta uống nước tốt hàng ngày ấy? Tức là tạo ra một thói quen uống nước đầy đủ hàng ngày là tốt rồi, nhưng tạo ra một thói quen uống nước tốt hàng ngày ấy, thì tốt gấp đôi, có phải không ạ? Đúng ạ, tạo ra một thói quen uống nước tốt hàng ngày là tốt gấp đôi. Nhưng rào cản nằm ở chỗ là chúng ta không thể bê một cái máy tạo nước tốt của nhà chúng ta mang đi để chúng ta đến công sở, để chúng ta đến chỗ làm hàng ngày. Đấy là lý do phải có một cái máy tạo hydrogen bên mình hàng ngày.
Đúng không? Nó trở thành người bạn thân thiết hàng ngày bên mình. Và khi nó trở thành một vật dụng cá nhân hàng ngày bên mình như thế, thì anh chị hãy tưởng tượng như thế này xem, là gia đình chúng ta hoặc là gia đình khách hàng của chúng ta có 4 người, đúng không? Bố mẹ thì đi làm, trẻ nhỏ đi học, ai cũng cần mang một cái máy tạo hydrogen bên mình. Vậy cơ hội kinh doanh chúng ta ở đây là gì ạ? Chúng ta có cơ hội kinh doanh bán 4 cái máy đó cho một gia đình, chứ không phải một cái máy. Và kể cả gia đình đang có máy làm nước tinh khiết rồi, kể cả đang có máy tạo nước pi rồi, đang có máy Watech tốt rồi, nhưng mà vẫn còn nhu cầu để mua cái máy này, bởi vì mang bên mình. Cho nên nhu cầu sản phẩm này vô cùng lớn, thị trường vô cùng lớn, gần như thị trường còn trống. Cái gì là vô cùng lớn, đúng không ạ? Thế thì hiện nay trên thị trường có những cái máy tạo hydrogen nào là đối thủ của chúng ta? Hydrogen cầm tay nào là đối thủ của chúng ta? Chúng ta chỉ cần quan tâm đến cầm tay thôi nhé. Thế thì một cái điều gì, một cái tin vui cho anh chị như này, là BioNTech là hãng duy nhất hiện nay trên thế giới có cái máy tạo hydrogen cầm tay mà không cần phải mang chai nước đi theo. Thông thường trên thị trường nó sẽ có cái máy tạo hydrogen cầm tay hình dạng như thế này. Và bên dưới nó là gì ạ? Nó là cái điện giải ở bên dưới như này, rất là cồng kềnh. Cho nên mang đi theo vô cùng ngại, đúng không? Mang theo vô cùng ngại, nó to, cồng kềnh. Nó chỉ có loại đó thôi. Đấy, và nó cũng điện giải giống như BioNTech, đúng không ạ? Tất nhiên là cái gì, cái bản cực điện giải của BioNTech thì nó vượt trội hơn hẳn, đó là gì ạ? Bản cực gì ạ? Tinh khiết. Đúng không ạ? Bản cực tinh khiết, bản cực tinh khiết thì trong quá trình điện giải nó không thôi ra cái kim loại nặng. Thế còn các cái máy điện giải của Trung Quốc, của Đài Loan ấy, thì nguy cơ rất cao là khi điện giải nó sẽ thôi ra kim loại nặng. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị hiểu như thế này, là nguyên lý điện phân, mà điện phân là cực dương tan. Chúng ta học vật lý rồi, điện phân là cực dương tan, thì khi đó là gì ạ? Nó lại gì ạ? Tạo ra nước giàu hydrogen, nhưng nó lại có nguy cơ thôi ra kim loại nặng. Chính vì vậy cho cái bản cực điện giải tinh khiết là điều vô cùng quan trọng, và BioNTech là một trong số ít hãng hiện nay trên thế giới sản xuất được bản cực điện giải tinh khiết nhé. Đấy, điều khác biệt thứ hai. Điều khác biệt thứ ba nữa là gì ạ? Vì máy của BioNTech là nhỏ gọn, là tiện lợi, cho nên đi đâu cũng có thể mang theo được. Cho nên là chỉ có máy của BioNTech mới tạo được một cái thói quen, đó là gì ạ? Thói quen uống nước tốt hàng ngày nhé. Vậy là có ba thứ nổi trội hơn hẳn này. Một là gì ạ? Máy tạo hydrogen cầm tay của BioNTech là gì ạ? Đấy, là gì ạ? Không cồng kềnh, nhỏ gọn, tiện mang đi. Hai là gì ạ? Đó là cái bản cực điện giải tinh khiết, cho nên không thôi ra kim loại nặng, đúng không ạ? Cái ba là gì ạ? Nó tạo ra một cái thói quen uống nước hàng ngày, uống nước tốt hàng ngày. Các anh chị nhé, thậm chí anh chị có thể phát triển thêm một số cái ý nữa. Ví dụ như hiện nay là cái máy tạo hydrogen của BioNTech ấy, là một trong số ít máy tạo hydrogen hiện nay trên thế giới có cái chất chống oxy hóa hay là gì ạ? Hydrogen mạnh nhất thị trường hiện nay. Đấy, thì chúng ta cùng tìm hiểu một số cái như vậy nhé. Vậy thì, rồi, sau một cái câu chuyện rất là ngắn, chúng ta đã có cái gì ạ? Nó đã xong đây rồi. Đấy, xong nó tự ngắt ngay sau 6 phút. Nếu anh chị muốn điện giải tiếp, anh chị ấn thêm một lần nữa nhé, thì nó nhiều chất chống oxy hóa hơn, nhiều hydrogen hơn nhé. Như vậy chúng ta có thể lựa chọn điện giải một hoặc hai lần. Hai lần sẽ nhiều chất chống oxy hóa hơn, nhiều hydrogen hơn. Đấy. Và chúng tôi sẽ đổ ra đây công nước. Đúng không ạ? Đổ ra công nước, đúng không ạ? Ok, rồi, chúng ta sẽ đổ cái công nước và chúng ta sẽ đo xem là cái chất chống oxy hóa đây nó là bao nhiêu nhé. Hydrogen đây là bao nhiêu nhé. Các anh chị hãy nhìn trên trên này có số đây đúng không? Chưa mở nắp. Ok, rồi, phải mở nắp mới được đúng không? Chúng ta cùng xem nó nhảy lên bao nhiêu rồi ạ? 400, hơn 400 rồi đúng không? Hơn 400 rồi. 400 là 400, hơn 500 rồi đúng không? Hơn 500 rồi. Chỉ số hơn 500 rồi, vẫn đang tiếp tục tăng. Đúng không ạ? Đấy, hơn 600 đúng không ạ? Khoảng hơn 500 gì đó. Nó dao động một chút nhé. Bởi vì là nước sóng sánh mà. Đấy, ok. Vậy thì đây, nếu chúng ta muốn giữ nguyên cái mức này thì chúng ta sẽ bấm vào hold ở đây để giữ, chúng ta nhìn thấy chỉ số dễ hơn này. Đấy, thì không cần phải cắm vào chai nước nữa thì nó sẽ giữ nguyên chỉ số cho chúng ta đọc. Đây là 671. 671 này chính là cái ppb, part per billion, đấy là một cái đơn vị đo cái hàm lượng ở trong nước, các chất hỏa tan trong nước nhé. Thì đây chính là gì ạ? 671 ppb là vô cùng, là rất cao, là rất cao. Trong khi đó một cốc nước tinh khiết vừa nãy nó là gì ạ? Nó là không. Bây giờ có 671, đây là cái gì ạ? Là cái minh chứng rất rõ ngay. Đó là nước giàu hydrogen, cái hàm lượng hydrogen thế nào.
anh chị nhá, bằng cái bút đo như này. Cái bút đo này thì anh chị có thể, hiện nay chúng tôi Thế Giới Nước là chưa nhập về cái bút này, đúng không? Và cũng chưa bán, đồng thời cũng chưa bán trên kệ BC, đúng không? Thế nhưng mà tuy nhiên thì để hỗ trợ các anh chị thì anh chị nào có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì tôi sẽ mua giúp các anh chị đúng từ nhà sản xuất này. Để gì ạ? Để mà chúng ta có thể có cái giá 1.8 triệu nhé anh chị nhé, giá 1.8 triệu mua giúp anh chị, không lời lãi gì từ cái này cả. Đấy, phải khẳng định đây là mua hộ để công cụ bán hàng thôi.